Đấy. Quả chọn lấy cái ông ở ra cái loại dây bước ra bao đi. You tend to be calm when you enjoy the performance of the basketball. Vâng, thưa quý vị các cậu đưa tay thế cho. Vâng, một tình nguyện viên đến từ trường đại học kinh tế Nhật Bản đó là tên Takumi. Đang có một trải nghiệm hết sức tuyệt vời trên sông ngoài, trên một bộ môn khách khách quốc gia của công ty Tung Liên Eco Discovery. Takumi cố lên! Arigato from student from Japan. And the second people enjoy the basketball.